Ngày 7 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thẩm vấn bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra giám sát Ngân hàng 2, cục 2 Ngân hàng Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra SCB và nhóm bị cáo thuộc đoàn thanh tra về các sai phạm và lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Là người đầu tiên bị xét hỏi, bà Nhàn thừa nhận toàn bộ sai phạm như bản án sơ thẩm xác định, cho biết đã rất hối hận về hành vi của mình tội lỗi bị cáo gây ra đã phải trả giá, mất hết tất cả. Mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tối đa hình phạt cho bị cáo để sớm được trở về với gia đình. Bản án sơ thẩm hồi tháng 4 tuyên phạt bà Nhàn án trung thân về tội nhận hối lộ, xác định bị cáo chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra SCB bị cáo đã gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát thỏa thuận về việc làm mờ sai phạm và 4 lần nhận tiền từ SCB thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ. Từ đó bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không trung thực bao che bưng bít sai phạm của SCB trình bày với hội đồng xét xử, cựu cục trưởng cho biết đã nộp lại toàn bộ số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ nhận của SCB. Ngoài ra, sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo đã nộp 100 triệu đồng tiền phạt và động viên gia đình nộp thêm 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án. Theo bà Nhàn, cấp sơ thẩm chưa ghi nhận hết các tình tiết giảm nhẹ của mình như có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, được chủ tịch nước tặng huân chương lao động, chính phủ tặng bằng khen và nhiều kỷ niệm chương bằng khen vì sự nghiệp ngân hàng. Ngoài ra bị cáo thành khẩn khai báo tích cực phối hợp với cơ quan điều tra giúp giải quyết vụ án, có nhiều đóng góp cho hoạt động cộng đồng, gia đình hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bản thân đang mắc nhiều bệnh hiểm nghèo. Trong phần trả lời thẩm vấn của viện kiểm sát sau đó bà nhàn khóc cho biết thời gian qua là những ngày tháng đau khổ của mình, cả cuộc đời đã làm việc cống hiến nhưng vì sai lầm một lúc mà bà phải trả giá quá đắt. Bày tỏ hy vọng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bà nói, những tưởng lúc về hưu, bị cáo được an nhàn với con cháu thì lại phải nhận bản án nghiêm khắc, gia đình bị cáo đã tan nát. Con cháu bị ảnh hưởng, ông bà nội ngoại xây dựng hình ảnh gia đình nhưng chỉ vì hành vi của bị cáo mà mất hết. Liên quan đến các tài sản bị kê biên, bà xin lại hai bất động sản đứng tên bị cáo và em họ, 10 sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng đứng tên hai người em họ. Tiếp đó bị cáo Nguyễn Thị Phụng cựu phó đoàn thanh tra, tổ trưởng tổ tổng hợp cho biết chấp nhận hành vi như bản án sơ thẩm quy kết và trình bày một số tình tiết giảm nhẹ, xin hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng án treo. Phụng được giao thanh tra liên quan đến các dự án mũi đèn đỏ 6A và Royal Garden của SCB chi nhánh Cống Quỳnh. Các khách hàng trong ba dự án này đều không đủ điều kiện để đưa vào nợ nhóm 1 mà phải để trong nợ nhóm xấu 4 năm thì mới đúng và đã kiến nghị Tuy nhiên, theo chỉ đạo của bà Nhàn, bị cáo cùng một số thành viên khác đã đồng ý sửa sang nợ nhóm 1, Phụng bị tòa sơ thẩm phạt 4 năm tù. Phụng cho biết có nhận 20.000 đô la Mỹ và 200 triệu đồng của SCB vào những ngày lễ Tết đã nộp lại trước khi làm việc với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng không phải vì những lợi ích vật chất này mà làm sai mà do tuân thủ theo chỉ đạo của bà Nhàn. Phụng cho rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng trong khi một số bị cáo khác có vai trò tương tự cũng đã được hưởng án treo. Ngoài ra, bị cáo cho biết trong số 29 năm làm việc đã có nhiều thành tích được nhận bằng khen của chính phủ, thống đốc ngân hàng nhà nước. Do đó, bị cáo xin tòa xem xét giảm mức án cho mình xuống 3 năm và chuyển sang hình thức án treo. Tương tự, một số bị cáo khác cũng đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Đối với Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch công ty Camtela, hội đồng xét xử cho biết bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Hiện ông này đã nộp đủ số tiền phải thi hành án là 1.000 tỷ đồng để trả cho bà Lan. Trình bày thay cho thân chủ luật sư Hoàng Thị Thu cho biết, ông Chí đang điều hành tập đoàn Campella và giáo dục Văn Lang trong thời gian bị tạm giam, ông Chí vẫn cố gắng duy trì hoạt động của hai tập đoàn và nộp cho nhà nước hơn 600 tỷ đồng tiền thuế. Hiện bị cáo bị chấn thương hai đốt sống, được bác sĩ chỉ định phải mổ nhưng chưa thực hiện được, khả năng đi lại hạn chế nên rất khó có điều kiện để thi hành bản án 8 năm tù cấp sơ thẩm đã tuyên. Vì thế, luật sư xin tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho ông Chí. Tiếp tục với phần thẩm vấn của Viện Kiểm sát và Luật sư, theo bản án sơ thẩm, trong 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Ngoài xác định bà Lan phải bồi thường số tiền trên, tòa tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng và tử hình về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành, bản án là tử hình. Trong vụ án này, bà Đỗ Thị Nhàn và ba cựu lãnh đạo của SCB gồm Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB và Võ Tấn Hoàng Văn bị phạt tù trung thân. 81 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 20 năm tù về loạt tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Ngoài bà Lan, bà Nhàn còn có 46 bị cáo kháng cáo bản án này. Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Cao Trí có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Ngày 7 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác trong giai đoạn 1, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thành Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan. Phiên xét xử phúc thẩm có 48 bị cáo kháng cáo, trong đó có hai bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella và Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên công ty cổ phần Natural Land có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Luật sư bảo chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí đã thay thân chủ của mình trình bày đơn kháng cáo. Theo đó, bị cáo Trí hiện đang bị chấn thương cuộc sống đi lại khó khăn và chưa được mổ theo chỉ định của bác sĩ. Bị cáo này xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về điều trị bệnh. Bản án sơ thẩm buộc bị cáo trí nộp lại 1.000 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan để khấu trừ vào nghĩa vụ của bà Lan trong vụ án. Hiện bị cáo trí đã nộp thêm 189 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ dân sự trả lại cho bà Lan 1.000 tỷ đồng. Bị cáo này cũng đã nộp đầy đủ án phí sơ thẩm. Theo luật sư công ty Văn Lang và công ty Camela đã thực hiện chủ trương của ông Chí, cố gắng duy trì hoạt động công ty và thượng tôn pháp luật, nộp thuế gần 600 tỷ đồng. Theo nội dung bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Cao Chí đã nhiều lần nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan để chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ công ty cổ phần cao su công nghiệp, công ty cổ phần Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại tỉnh Quảng Ninh do nhận nhiều khoản tiền từ bà Lan nhưng không có giấy tờ cây biên nên đến tháng 1 năm 2021, ông Chí gặp bà Lan tại một nhà hàng và thống nhất chốt các khoản bà Lan đã chuyển cho ông Chí tổng cộng 1.000 tỷ đồng. Ông Chí đã chỉ đạo soạn thảo, ký giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Hồ Quốc Minh, người bà Lan nhờ đứng tên dùng. Cùng ngày, ông Chí ký giấy chứng nhận cho Hồ Quốc Minh sở hữu 10% vốn điều lệ công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 21, ngày 22 tháng 10 năm 2022, ông Chí chỉ đạo cấp dưới soạn thảo các văn bản thanh lý hợp đồng, ghi lùi ngày trong văn bản nhưng không hoàn trả lại 1.000 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan. Bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Chí 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo Chí nộp lại 1.000 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan để khấu trừ vào nghĩa vụ của bà Lan trong vụ án.